sinh đã cùng nhau tranh tài ở thể loại disco. Với tiết tấu nhanh, sôi động, 9 thí sinh đã mang đến những phần trình diễn thật sự bùng nổ. Ánh Nguyệt và Minh Thảo đã xuất sắc giành được điểm số tối đa từ ban giám khảo. Lần đầu tiên, một bất ngờ đã xảy ra. Anh Quang và Ngọc Sơn chính là hai thí sinh có tổng điểm thấp nhất và đều bằng 9,9. Ban giám khảo đã quyết định đưa ra thử thách nhảy tự do trong 30 giây để hai bạn chứng tỏ tài năng của bản thân. Và thí sinh được chọn vào top 8 chính là Ngọc Sơn. Đêm nay, top 8 sẽ mang đến những màn trình diễn đầy bất ngờ. Đón xem bước nhảy ngàn cân, đêm thi thứ 6, ngay bây giờ. Chúng ta cùng chào mừng top 8 của chương trình bước nhảy ngàn cân. Đầu tiên là Ánh Nguyệt. Ngọc Sơn. Nguyệt An. Nam Nguyễn. Sự xuất hiện của giám khảo Trốn Huy Trần. Mến chào quý vị đến với chương trình Dance Your Fat Off, bước nhảy ngàn cân. Quý vị thân mến, bước nhảy ngàn cân là hành trình giảm cân bằng nhảy múa của các thí sinh nặng cân nhằm chinh phục giải thưởng 500 triệu đồng. Và thưa quý vị, như vậy là chương trình của chúng ta đã đi gần nửa chặng đường. Và 5 tuần đã trôi qua, họ đã vượt qua rất nhiều thử thách. Và trong tuần này thì chính giám khảo của chúng tôi, đó là anh Trốn Huy Trần, đã đưa ra một thử thách vô cùng khó khăn. Anh có thể nói gì về điều này không ạ? 5 tuần rồi, các bạn thí sinh giảm cân thì quen rồi, tập thể dục quen rồi, nhảy múa cũng quen rồi. Tuần này mình có một bất ngờ, mỗi cặp sẽ có một cái đạo cụ yêu cầu của ban giám khảo. Mỗi cặp phải nhảy và sử dụng cái đạo cụ đó. Giống mình thấy cái ghế, mình thích cái ghế, mình đưa cho bạn này. Mình thấy con mèo, mình đưa cho bạn kia. Anh Trần thiệt là ác á, chắc là làm khó thí sinh của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video clip sau đây để xem họ đã đối phó với thử thách đó như thế nào. Chào các bạn thí sinh bước nhảy ngàn cân. Chắc chắn tụi em hơi tò mò tại sao tụi em phải thức dậy sớm hơn giờ bình thường đúng không? Hôm nay ban giám khảo có một thử thách mới cho các bạn. Các bạn sẽ nhảy với một cái đạo cụ bắt buộc. Và chúng tôi có để nhiều nơi khác nhau. Thủy Tiên, qua phòng tập liền và em sẽ gặp một huấn luyện viên. Anh ấy sẽ đưa em một cái bài tập thể lục. Em vượt qua cái thử thách đó, em sẽ biết đạo cụ của em nằm ở đâu. Ánh Nguyệt, đạo cụ của em nằm trong tủ lạnh. Đi tìm đi, mà nhớ đừng có ăn gì. Minh Thảo, hãy đi tìm cái hộp quà nhiều màu, cái đạo cụ của em trong đó. Ngọc Sơn, đạo cụ của em không có nằm ở dưới đất, nó đang lơ lửng. Thì nếu mà em muốn tìm cái đó, em phải sử dụng cái thông minh của em, đi tìm đi. Anh Kiệt, nó có một chú dịch, nó sẽ chỉ em cái đường tìm cái đạo cụ của em. Huỳnh Thanh và Nguyễn Thắng, các em phải vượt qua 5 km chạy bộ. Đạo cụ của các em nằm ở phòng tập gym. Vượt qua 5 km chạy bộ đó, tụi em được phép tìm đạo cụ của mình. Chúc các em may mắn tìm được đạo cụ của mình. Bye bye. Dạy ngay,
mê ngủ vừa thôi. Dạy tập thể dục và tập nhảy mau. Thầy John Quy gửi qua, cái gậy này chính là đạo cụ mà em phải sử dụng trong bài thi tuần này. Chúc em thành công. Bột đá hả? Hay sao? Có một điều nãy giờ em xem clip rồi thấy tại sao những cái đạo cụ hóc búa quá à, nào là cái gì, cái gối, cái phao, rồi cái cây, mấy cái đó không biết sao mà trở thành một cái bài biểu diễn được hả anh nha? Quý vị thấy cũng có thể lạ lẫm, tuy nhiên các chuyên gia và các biên đạo múa của chúng tôi đã tính toán sẵn hết rồi. Dĩ nhiên những đạo cụ đó sẽ góp phần đưa ra những tiết mục vô cùng hấp dẫn đối với người xem. Và sau đây xin được giới thiệu ba vị giám khảo của Bước Nhảy Ngàn Cân. Xin giới thiệu biên đạo múa John Huy Trần, ca sĩ Tam Vĩnh Hồng. Danh hài Hoài Linh. Thử thách của tuần này là những điệu nhảy với đạo cụ. Không biết là anh đánh giá sao về độ khó của cái đề tài mà anh John Huy giao cho các thí sinh? Thật sự là khó thiệt đấy. Vì tôi nghĩ rằng là khi mình nhảy thì mình đã cần cái sự tự do của tay chân để diễn tả. Bây giờ có thêm đạo cụ nữa thì tôi nghĩ nó vướng víu nhiều. Tuy nhiên nó sẽ mang lại một cái hình ảnh lạ và mới và làm cho người xem cảm thấy thú vị hơn. Xin cảm ơn anh. Khi mà nhảy với đạo cụ thì cũng có thể là sẽ khó hơn. Anh nghĩ là anh sẽ cho điểm ở mức độ là vừa phải hay là sẽ nhẹ tay hơn? Cái phần mà thử thách về đạo cụ đó là của ông John, thì để cho ông John ông soi. Còn cái phần của tôi coi á, mà tôi thấy hay là tôi cho điểm cao, không hay tôi cho điểm thấp. Bây giờ có đạo cụ với không có đạo cụ đối với tôi nó không thành vấn đề. Bởi vì tất cả mọi người đều phải có, chứ không phải ai có người có người không. Thành ra chơi đó là công bằng, thì mình cứ chấm công bằng thôi. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và chắc chắn rằng trong tuần qua, mỗi vị giám khảo của chúng ta cũng có một tiết mục mà họ yêu thích nhất. Không biết đó là tiết mục nào, anh John Huy? Đây là cái tiết mục đầu tiên, ban giám khảo chấm 10 điểm. Đây là Ánh Nguyệt và cái sự biên đạo của Đình Lộc đó. Rất là ấn tượng, là qua một tuần rồi nhưng mà John Huy cũng nhớ cái bài này và cũng muốn xem lại. Và đó cũng chính là lựa chọn của hai vị giám khảo còn lại hay là chỉ một mình anh John Huy thôi ạ? Thấy anh Hoài Linh gật có vẻ đúng. Như là khi chúng tôi đã chấp nhận cho điểm 10 thì chúng tôi đã chọn lựa rồi. Mà nếu mà quý vị chọn lựa như chúng tôi thì quý vị có cơ hội trúng giải đúng không? Tôi chọn Ánh Nguyệt đó. Và bây giờ chúng tôi xin chúc mừng chủ nhân của thuê bao sau đây đã giành được 10 triệu đồng từ chương trình. Hãy nhắn tin và bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích để có cơ hội trúng thưởng. Kính thưa quý vị, đêm nay ai sẽ tỏa sáng và ai sẽ là người sử dụng đạo cụ khéo léo nhất và hấp dẫn nhất trong tiết mục của mình? Chúng ta sẽ đến ngay sau đây, nhưng trước tiên phải nghỉ giải lao trong giải lát. Chào mừng quý khán giả quay trở lại với chương trình Dance Your Fed Up, Bước Nhảy Ngàn Cân. Và thử thách tuần này của họ đó chính là nhảy cùng với một đạo cụ bắt buộc. Và điệu nhảy mà các thí sinh phải thể hiện nó là tự do hay là nó là một cái điệu nhảy bất kỳ anh? Vì vấn đề nhảy thì anh không có chuyên lắm, cái đó phải để anh Đàm Minh Hưng. Hưng nói nhanh luôn, đó là rock and roll. Âm nhạc.
em xin lỗi, em xin lỗi. À, cảm ơn ban tổ chức đã giúp cho Ngọc Diệp và khán giả thoát khỏi thảm họa nhảy của Trường Giang. Thảm họa ghê lắm luôn. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại số điểm của thí sinh được tính như sau, là tổng điểm của thí sinh chính là số điểm trung bình của ban giám khảo cộng với phần trăm giảm cân của họ tuần vừa qua. Quý vị hãy dự đoán tiết mục ban giám khảo yêu thích nhất bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp BN khoảng cách mã số tiết mục gửi về 6370. Và kính thưa quý vị, thí sinh xuất hiện ngay bây giờ là một trong những người giảm cân rất tốt, và đó chính là thành quả mà anh ta đã đạt được sau 5 tuần vừa qua. Đó chính là anh Kiệt. Tuần này mình cũng đợi sẵn trong đầu một cái thử thách gì đó sẽ rất là kinh khủng. 6 giờ sáng, quản lý thí sinh đã lên gọi sớm quá. Chắc có thử thách gì đó nặng lắm. Và anh John đã đưa ra thử thách về đạo cụ. Mọi người phải tự đi kiếm đạo cụ của mình. Thì một cái gợi ý, Hỡi ơi, hãy đi tìm con vịt, chạy lên chạy xuống mình kiếm đồ của mình. Thì lúc đó mình cũng đã mệt rồi. Và khi thấy cái phao trong đầu mình, cả khối từ nó nổi lên, nó một cái đạo cụ rất là lạ nếu mà đem lên bài nhảy. Và quan trọng là chủ đề của tuần này là rock and roll nữa. Thật sự là trong đầu đang trống rỗng. Khi mình đeo hai cái phao này chạy tới gặp chị Thảo thì hai chị em cũng bỡ ngỡ không biết làm thế nào với nó. Mình và chị Thảo đã chọn thể loại đó là Trisha. Cái nhịp rất là nhanh. Bài diễn tuần này của mình á, nó mang hơi hướng rất là hài hước. Nhưng mà nhìn phao là biết biển rồi ha. Rồi mong là ban giám khảo và mọi người sẽ hài lòng với những cái yếu tố hài hước trong bài nhảy lần này. Yeah! I broke the mold. March to the beat. I march to the beat, gonna do my thing. March to the beat. I march to the beat, gonna do my thing. Come on and feel this beat, cause it gotta be me. You let it move those feet, it'll set you free. Come on, you need to see that it gotta be me. It gotta be, gotta be, gotta be me. Come on and feel this beat, cause it gotta be me. You let it move those feet, it'll set you free. Come on, you need to see that. Xin mời vị giám khảo Hóc Búa đã trao cho anh Kiệt cái phao, là một cái đạo cụ mà Ngọc Diệp nghĩ rất là khó. Anh nghĩ sao về phần trình diễn vừa rồi? Thảo, em biện đạo một cái bài rất là sáng tạo và thông minh về cái cách mình sử dụng cái đạo cụ nhá. Rất là hợp lý. Và nói về Kiệt là bây giờ anh đang thấy mỗi tuần cái cách diễn của em nó đang tiến bộ, nó tự nhiên hơn, nó không nhìn giống em đang cố gắng diễn over quá. Cái phần diễn nó rất là chắc rồi. Ok, nhưng mà trong cái bài này nó có mấy lần cái tâm lý của em nó bị đứt về cái động tác nha. Anh rất là thích mấy cái phần lúc Thảo quỳ xuống, Alan tụi em hay quăng cái đầu cũ qua xong nó qua cái đầu. Cái đó rất là khó vì mình không thấy nhau được. Và cái động tác lúc tụi em để trên cái chân và đi qua đó, mấy cái đó rất là hay. Nhưng mà tại mỗi tuần đi sâu hơn đó, khách diễn tiến bộ hơn thì cái phần nhảy và cái phần mình thể hiện nó phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà đối với anh cái bài này cũng ổn. Xin cảm ơn anh John Huy. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tôi thì tôi lại thích cái đoạn mà hai bạn ôm nhau xong rồi bạn ngoài cái đạo cụ bạn còn sử dụng luôn cả cái trang phục của mình để diễn cái phần đó. Tôi cũng thấy nó rất là dễ thương.
tổng thể của cái bài thì nó có cái độ giải trí. Tuy nhiên nói về nhịp nhàng thì các bạn còn hơi chệch choạc. Thì như John Huy nói, càng vào sâu trong thì chúng ta càng nên tập trung chú ý nhiều hơn. Bạn thì có lẽ là bạn Kiệt tập trung về cái phần diễn nhiều hơn là cái phần nhảy, cho nên là nó có vài cái động tác nó hơi trật cái đường ray chút xíu. Nhưng mà hễ mà trật cái đường ray là coi chừng trật luôn cả cái đoàn tàu đó nha. Nên chú ý chút. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Với tôi đây là bài thi hết sức là đơn giản và nó thiếu cái yếu tố bất ngờ. Cái nhạc cảm của Kiệt tuần này không ngon bằng tuần trước. Tuy nhiên cái phần xuất sắc nhất là cái phần bưng bê, xoay và hạ bạn mình xuống này rất là tuyệt vời và chuẩn xác. Đó là phần mà tôi thích nhất trong bài thi của bạn. Cảm ơn anh Đào Minh Hưng và ban giám khảo cho điểm anh Kiệt. Xin mời anh John Huy. John Huy chấm bài này 7 điểm. 7 điểm. Vì bạn là người đầu tiên mở màn, chắc chắn sẽ gặp nhiều áp lực và khó khăn. Tôi chấm 8 điểm. Và xin mời giám khảo Hà Linh. Tôi cũng vậy, 8 điểm. Điểm trung bình của anh Kiệt là 7,7 điểm. Chúc mừng anh Kiệt. Chúc mừng nữa là bạn đã chui lọt vào cái phao này. Và bây giờ thì bạn hãy bước lên chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 126,8 cân. Cân nặng tuần này 123,2 cân, giảm 3,6 cân, tương đương 2,8%. Và tổng điểm của anh Kiệt đó chính là 10,5 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ là lúc chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh đầu tiên mà anh Kiệt đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Và thưa quý vị, ở cuộc đời nó có nhiều cái nó trái ngược nha. Ví dụ như lúc còn trẻ thì mình muốn mau già đi, chững chạc lên. Còn khi già đi thì lại muốn mình trẻ ra. Ví dụ như anh năm nay mới 19 tuổi chứ mấy. Mà khi mà còn trẻ thì Trường Giang muốn già lắm, để mình chững chạc lên á. Bây giờ em thấy em chững chạc rồi á hả? Dạ em chững anh. Không, anh vẫn thấy em mất nết như xưa. Cái đó là một lời khen. Dạ dạ. Đó là một lời khen tặng của người anh trai dành cho em trong gia đình. Cái đó đâu phải khen, tôi ngồi đây mà tôi có trốn đi đâu đâu mà. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình luôn. Chúng ta nào nào. Anh nó nói nó cũng không cho nói đâu. Thấy ghê không? Mà cái gì già già trẻ trẻ nãy giờ anh nó cứ ngược ngược xuôi xuôi á, anh muốn nói gì nói thẳng đi. Đó chính là phần thi kế tiếp, một mối tình già sẽ như thế nào đây, và sự xuất hiện đó sẽ dành cho Huyền Thanh. Trong tất cả các thử thách thì mình thích thử thách tuần này nhất. Vì là hồi bé thì mình rất thích chơi trò đi tìm kho báu. Khi mà mình nhận được cái nhiệm vụ của tuần này thì mình thấy rất là mừng, vì nó không chỉ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều mà nó còn mang tính giải trí cho bọn mình nữa. Mình sẽ phải đi tìm cây ba to. Cuối cùng thì bọn mình đã đi đến một quyết định là bọn mình sẽ đóng vai là hai ông bà già gangster. Cái khó khăn lớn nhất đối với mình đó là thể hiện được thần thái của một bà già mà già rồi nhưng vẫn còn rất là gân và khỏe, đang lại hướng dẫn cho mình cái khuôn mặt rất là nhiều, nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa làm được. Mục tiêu tuần này của mình là giảm được 4 cân. Hy vọng mình sẽ làm ban giám khảo hài lòng với 2 phút cháy hết mình trên sân khấu. Hey, Jack.
tuyệt vời. Mời hai bạn. Trời ơi, thiệt, nói thiệt, không thể nào ngồi được nữa. Và để nhận xét về những người già như thế này thì người đầu tiên đó phải là nghệ sĩ Hoài Linh. Cảm ơn em. Anh biết anh già lâu rồi. Và khi anh bước vào nghề, anh cũng đóng vai già nhiều rồi. Cho nên bây giờ bước ra đường, khán giả hay kêu anh là sao trẻ vậy. Tôi rất thích bài này. Khi em bước ra thì anh không còn nghĩ em là một người nặng cân nữa. Nha, thon gọn rồi. Và một cái điều mà khôn ngoan của Quang Đăng đó là sử dụng cái đạo cụ rất là hợp lý. Đó là tôi chưa nói tới những động tác đẹp nha. Sử dụng cây gậy không phải là chuyện đơn giản. Tôi cũng đã từng đóng vai già, đóng kịch đó nha, chứ không phải nhảy đâu. Nhảy các bạn phải theo nhịp. Cho nên là khi các bạn sử dụng cái cây gậy này là tôi đã thấy các bạn quá siêu rồi. Tôi không biết nói cái gì hơn là ngoài hai chữ là tuyệt vời dành cho các bạn. Xin mời anh Võ Huy Trần. Bài này quá tuyệt vời. Wow. Wow, wow. Chị muốn nói là lúc hai em xuất hiện trên sân khấu thì John Huy rất là lo lắng vì mình xem nhiều bài rồi với nhân vật người già. Thì bình thường dancer vũ công tập trung về nhân vật nhiều quá, xong mình quên nhảy múa. Đăng, em biên đạo bài này, em biên đạo cái khách gì rất là thông minh và cái khách sử dụng cái đào cũ, cái sử dụng trên cái cổ và quay rất là hay. Cái đó idea của em hả? Từ dancer trở thành một người trợ lý biên đạo luôn đúng không? Và cái động tác đang giữ cái cổ của Thanh xong kéo xuống kéo lên hay lắm luôn. Có một bất ngờ, xong hai bất ngờ, ba bất ngờ. Một cái bất ngờ đơn giản là lúc sạc chân em xong mình thấy cái vòng ba của Huỳnh Thành theo cái nhạc luôn. Cái đó rất là tốt, cái cơ đang khỏe và tốt và mạnh hơn để bùng tung tung tung, hay lắm luôn. Và một cái anh muốn nói với Đăng, anh rất là tự hào. And anh nhìn em hôm nay đó, anh thấy bố của em. I see your dad. Chúc mừng hai em. Thank you. Cảm ơn anh John. Hưng chỉ nhận xét cái này, các bạn đã tạo hình rất rất đẹp. Hưng tin chắc là các bạn đã nghiên cứu rất là kỹ luôn cái cách làm răng đen, ngay cả cái trang phục sâu chuỗi trên cổ, đôi giày xẹp như thế nào, mái tóc bạc ra sao và cái má hóp như thế nào, quá kỹ lưỡng luôn. Một đôi bạn già rất là gân, rất chịu chơi và rất cá tính. Tất cả những cái yếu tố lạ lẫm nè, rồi bất ngờ và động tác khó nữa, nó liên tục, nó dồn dập, nó đổ về trong bài hát, cho người ta đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, không rời mắt được các bạn được. Chỉ cần một hai cái yếu tố đặc biệt thôi là có thể bỏ vào trong một bài thi khác là ngon rồi. Ở đây các bạn có tới 10 yếu tố đặc biệt trong một bài thi. Với tôi đây là một sự bùng nổ và là đỉnh cao. Tôi muốn nói thêm một cái điều này nè. Tức là qua một cái bài trình diễn của các bạn, nếu mà các cụ lớn tuổi mà xem thì các cụ cũng cảm thấy sẽ yêu đời hơn, sẽ sống thoải mái hơn, chứ không còn phải cứ sợ mỗi ngày mình một già hơn nữa. Già hay không là do trong cách suy nghĩ của mình thôi. Và tôi thấy cái bài này thiệt sự ra đó làm cho tinh thần của những người lớn tuổi phấn chấn hơn, vui vẻ hơn nếu họ có những tri kỷ như các bạn. Dạt dào lời khen tặng thì số điểm sẽ là bao nhiêu? Xin mời số điểm đầu tiên từ biên đạo múa John Huy Trần. Thì cái bài này tên Hand Jive đúng không? Là động tác là 10. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tôi thì lúc nào cũng rộng rãi hơn anh John Huy. Bởi hôm nay cái đạo cụ là anh đưa ra, nhưng cái con số mà tôi muốn cho hơn cũng không điệp. Tôi chỉ có nhiều đó thôi. Và xin mời Đại Minh Hưng. Tôi keo kiệt hơn. Trời ơi. Dạ. Yeah. Sao vậy được anh? Phải làm khác đi chút xíu chứ. Keo kiệt mới vào. Là bao nhiêu? Thật ra thì là không còn số nào cao hơn nữa. Cho nên buộc lòng tôi phải nói như thế này, là cái điểm mà tôi cộng thêm là điểm hợp tác
và nó có sự đồng hành với cả bạn diễn của mình và huấn luyện viên của mình, đều điều rất đáng khích lệ. Cho nên là nếu có 12, 15 tôi cũng sẽ cho bạn ngay, nhưng mà hiện giờ có số 10 thôi thì tôi tặng số 10 cho bạn luôn. Và như vậy là điểm trung bình dành cho cặp đôi vừa rồi là 10 điểm. Quá tuyệt vời. Và bây giờ mời Quang Đăng nhiều bạn nhảy của mình lên cân. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, hết điểm rồi. Số cân cũ của Huyền Thanh là 67,5 cân. Và số cân mới của bạn là 66,4 cân. Bạn giảm được 1,1 cân, tương đương với 1,6%. Tổng điểm của Huyền Thanh 11,6 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là hình ảnh mà Huyền Thanh lần đầu tiên đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Wow, rất khác biệt. Huyền Thanh những số vừa qua là một hình tượng khác biệt. Và ngày hôm nay là sự khác biệt chín chắn. Mình không cần đẹp, mình không cần giàu, mình không cần sang, mình chỉ cần khác biệt. Em thấy anh không? Không đẹp, không cao, khác biệt của anh là lùn. Cho nên anh là cá biệt đúng không? Không, không có, bỏ đi. Xin cảm ơn Huyền Thanh ạ. Và bây giờ trước khi đến với một tiết mục tiếp theo, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Quay trở lại với chương trình Dance Your Fed Up, Bước Nhảy Ngàn Cân. Và bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, đó chính là Nguyễn Thắng. Chủ đề tuần này của bọn mình là chủ đề Rock and Roll. Từ trước đến nay thì mình nghĩ là nhạc rock thì nó sẽ kiểu rất là mạnh mẽ, giằng xé, gào rú lên. Nhưng mà lần này thì bài rock mà chị Ngọc Anh chọn có vẻ như lại khá là sâu. Đối với bài này, khó nhất mà mình thấy đó là cái phần diễn nội tâm. Và cái mặt của mình thì nó hơi bị đơ, nên là mình thấy là cái mặt nạ này đã giúp ích rất là nhiều cho mình. Tuần vừa rồi thì mình rất là tập trung vào một nhận xét của cả ba ban giám khảo. Cho dù là mình nhảy thể loại gì thì mình đều bị pha một chút Latin vào trong đó. Mình rất là muốn khắc phục cái điểm yếu này của mình. Trong bài diễn tuần này, mình sẽ đem lại một sắc màu hoàn toàn khác. Sẽ đem lại một bài nhảy có chiều sâu về cảm xúc, có sự lắng đọng nhưng cũng sẽ có cao trào. Mình rất là mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ bài nhảy của mình. Của giám khảo John Huy. Ngọc Anh, em biên đạo và sử dụng cái đào cụ, nó là một cái khách khác. Một số tiết mục thì cầm và làm mấy cái động tác, nhưng mà em khám phá và em tìm một cái gì đấy rất là, nó rất là hợp lý trong cái bài này. Và cái bài em biên đạo nó rất là hay. Mấy cái động tác của hai em chắc chắn
rõ ràng, chất lượng cao. Mấy cái bưng bê nó rất là mượt. Lúc Ngọc Anh bay qua đó, em chụp Alan lên cái vai, xong xuống cái chân, xong qua cái đầu thì rất là nhiều bưng bê phức tạp, nhưng mà tụi em làm rất là mượt. Bài này hay. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Sau khi xem các bạn diễn ở trên cái nền nhạc này, đây là chỉ góp ý thôi chứ không nói. Thực tình bây giờ lên trên mạng xã hội, tôi thấy có nhiều bạn trẻ hay than thở là sống với nhau bằng một cái mặt nạ. Ý là không có thật với nhau ở mặt trước như thế này, nhưng mà toàn là dùng cái mặt nạ để sống với nhau. Tôi lại có một cái ý tưởng khác. Nếu khi Ngọc Anh cầm được cái mặt nạ này, em dựng một cái bài hoàn toàn khác, dùng Nguyễn Thắng sẽ là một anh chàng trai lúc đầu thì rất lịch lãm đàng hoàng đồ này nọ ha, xong cuối cùng lột mặt nạ ấy ra là anh chàng này là một người đếu giả, là ok, bài này đẹp. Nhưng mà chắc là vì cái tuổi của Ngọc Anh chưa nghĩ tới cái chuyện đó nhiều, nhưng mà đây là cái ý mà anh muốn góp ý cho em để sau này mình sáng tạo nhiều cái khác khi mình gặp những cái trường hợp, những cái tình huống như vậy. Và còn về cái bài diễn thì tôi không có gì để chê cả. Những cái bước nhảy của Thắng ngày hôm nay chắc hơn những cái bưng bê đẹp, những cái tạo hình đẹp. Khen Ngọc Anh một lần nữa, em tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Thắng luôn. Cảm ơn Hoài Linh. Xin mời anh Đàm Minh Hưng ạ. Tạo hình của các bạn rất là hiện đại, những động tác rất đẹp mắt và đều và chắc, rất là nhịp nhàng với nhau. Tôi đánh giá cao cái lúc mà bưng lên, không phải động tác quăng ném thì cái đó luyện tập sẽ được, nhưng mà bưng lên và canh và thả xuống được để động tổng tác khác nữa liền luôn, không bị chậm một chút xíu nào hết. Đó là tuyệt vời, rất là đánh giá cao ở chỗ đó vô cùng. Và tâm trạng hoảng loạn của cô gái đó, nó được diễn tả rất là sắc nét, và cái sức mạnh của cái người đàn ông đó, thần thái đó, chỉ cần lấy tay rồi đem lại kéo lại là cô gái phải gục ngã trong tay ông đấy. Các bạn diễn đạt rất là tuyệt vời. Không biết là giám khảo sẽ dành cho bạn bao nhiêu điểm nữa ạ? Xin mời giám khảo John Huy Trần. 9 điểm. 9 điểm. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Và anh Hoài Linh ạ. 9 điểm. Điểm trung bình của Nguyễn Thắng là 9 điểm. Xin mời bạn hãy bước lên chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 83,7 cân, cân nặng mới 82,2 cân, giảm 1,5 cân, tương đương 1,8%. Và tổng điểm là 10,8 điểm, xin chúc mừng. Hãy cùng nhìn ngắm lại Nguyễn Thắng từ những tuần trước. Và đến thời điểm này thì thí sinh cao điểm nhất đó chính là Huyền Thanh. Và thí sinh thấp điểm nhất đó chính là Anh Kiệt. Và bây giờ chúng ta cùng lui về cái thời gian mà ngày xưa khi loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Khi mà thở sơ khai, người ta tạo ra lửa như thế nào? Em có biết không? Người ta dùng những cái cục sỏi, cục đá, cái họ mài với nhau, tự nhiên tuế lửa ra. Bây giờ nếu anh đưa hai cục đá mà em mài không ra lửa, em chịu gì? Cái đó là người ta mài, em đâu phải là người phát minh ra lửa đâu, bắt em mài. Nhưng mà em nói đó là cách để tạo ra lửa. Thì em đoán thôi, giờ anh có cách của anh thì anh nói đi. Rất đơn giản, đừng nghĩ sâu xa. Xét đánh, đánh trúng ngay cái bụi cây khô, nó cháy là có lửa. Mà trên bụi cây khô đó là có một cái tổ của con chim. Thì con chim nó bị cháy trên cái củi thì tạo ra mùi thơm. Và kế bên Ngọc Diệp có một người đàn ông bị sét đánh ngay trúng não, cho nên nó ra trường gian ngày hôm nay. Yeah. Rồi để kể tiếp ví dụ con chim bị sét đánh nè. Sau khi con chim bị sét đánh thì nó cháy, nó thơm, thì thịt nó thơm, thì lúc đó người ta biết là thể nấu thức ăn bằng lửa thì nó ngon hơn. Sau đó mới có món bồ câu quay là vậy. Và bây giờ chúng ta hãy đến với thí sinh tiếp theo, cũng là một đạo cụ vô cùng đơn giản. Chúng ta cùng gặp gỡ Minh Thảo và Lâm Vinh Hải. Tuần này là thể loại rock and roll. Đếm nhạc để mà nhảy thì thực sự rất là khó. Cho tới bây giờ thì ta vẫn chưa có thể cảm được cái nhạc rất là dữ dội. Từng cái động tác mình đều phải đi chắc chắn.
anh Hải đã bắt Thảo phải cầm một cái trái banh 4kg để mà tập cái bài này để cho cái tay nó khỏe hơn. Thì đó giờ Thảo chưa bao giờ cầm đạo cụ để nhảy cả. Mà mình còn phải nhớ là cái động tác này thì mình phải giữ cái đạo cụ, rồi cái động tác này thì mình phải buông ra. Và nó rất rối, rất là sợ nó rơi xuống. Vừa rồi thì Thảo lại rơi vào top nguy hiểm. Và lại một lần nữa mình cảm thấy mình đã sai và mình phải cố gắng hơn về cái chuyện giảm cân. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả hãy luôn theo dõi cặp đôi Minh Thảo và Lâm Bình Hải nha. Ý kiến từ giám khảo Trần Huy Trần. Tại mấy cái tuần vừa rồi, cái tiết mục của hai em rất là tuyệt vời. Thì có thể John Huy đang mong chờ một cái gì đó bùng nổ hơn về cái động tác và cái phần thể hiện. Nó không có cái gì là hai em làm sai, nhưng mà chắc tại cái mong chờ, cái mong muốn của mình xếp cao quá. John Huy cũng đánh giá cao về mấy cái sự sáng tạo, nhưng mà đối với cái nhạc và cái nhân vật và cái cách mình diễn, mình chưa thấy nó hợp lý lắm. Đúng là cái bài này an toàn, nó không có hay bằng mấy tuần trước. Mà không biết mình thích hay mình không thích. Chắc nói như vậy là rõ ràng mình không thích, đúng không? Anh nói mà anh còn không biết thì ai biết anh chọn. Xin mời phần nhận xét của anh Hoài Linh. Cái tuần nào qua anh ít có đem để so sánh trở lại lắm. Anh chỉ coi cái ngày hôm nay thôi để mình dễ chấm điểm. Dĩ nhiên là lúc nào tụi anh cũng muốn em càng lúc càng nó hay hơn. Nhưng mà năm ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài à, mình ăn cơm có bữa 3 chén có bữa 2 chén đó là tùy mình mệt mỏi thôi. Thành thử ra đối với anh cái đó nó khác anh Trần Huy. Anh Huy là một biên đạo à, anh đòi hỏi tụi em cao hơn. Còn về cái phần hôm nay đối với anh, tụi em vẫn rất có lửa, có những cái động tác anh thấy khá nguy hiểm cho Hải, bởi vì Thảo bây giờ vẫn còn rất là nặng nề. Cái lúc em nằm đó, Thảo nhảy qua và cái bước nhảy đó, nếu mà cái chân cô không xoạc ra một chút xíu nữa thì dẫm lên chân em và dẫm lên cái tay của em. Anh thấy có cái sự va nhau rồi. Như là có dính lên. Có dính rồi, dính trưởng rồi. Còn về cái xử lý hai cái phần giành giật nhau giữa cục đá và để đánh đổi một cái thỏi vàng, tụi em đã dựng một cái bài về người tiền sử. Đôi khi có một cái cục vàng đó, nhưng mà xung quanh mình không còn gì thì cái cục vàng nó cũng chả nuôi sống gì được mình cả. Cái bài này anh thấy cũng hay. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Vâng, hồi nãy thì giờ nghe anh Linh góp ý cho một bạn nhảy phía trước đó.
Thì Hương thấy đó là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Thì hai cục đá này cũng có thể lên án những hành động ném đá hiện nay của các bạn trẻ, khi mà cứ vô tâm ném vào những người khác những cái điều mà mình bức xúc bức mình. Chứ khi một ngày nào đó mình cũng bị gặp trường hợp lại, bị ném đá ngược lại, đó đó là đưa ra được bài học cho những người ném đá vô cớ, thì đó nó sẽ rất là hay hơn nữa. Tuy nhiên, nói về cái bài này, bạn đã chọn một cái loại nhạc, dòng nhạc mạnh mẽ, nó yêu cầu một cái sức khỏe rất là ổn định mới nhảy được cái bài này. Nó liên tục luôn mà. Và cái tuần này nè, Thảo chưa ngon, chút xíu thôi. Như Thảo tâm sự đó, Thảo có vấn đề về sức khỏe, khó chứ. Thân hình như vậy mà nhảy lên cao, phải dạng rộng nữa hơi khó. Nhưng có một cái điều này là cần nói là cái sự liên quan giữa động tác và cái đạo cụ ham được giao đó, nó chưa được biến hóa tối đa 100%. Theo như cái khả năng và cái sự minh mẫn và thông minh của Lâm Minh Hải, anh nghĩ chắc là tuần sau sẽ hay hơn. Tại vì 3-4 tuần liên tiếp lúc nào cũng dẫn đầu về bài thi hết. Nên là chúng tôi sẽ nghĩ, ồ, cái gì đó rất là kinh khủng đây. Có khi đó là chiêu. Và bây giờ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Ồ, khó lên. Tại cái này là em đưa ra mà. Em đưa ra vì em nghĩ là... Là em phải cộng điểm một điểm cho người ta nữa. Ok, nếu mà như vậy thì là 7. Và xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Số điểm anh dành cho em là 8 điểm. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Hai bạn phải cảm ơn tôi đó nha. Hồi nãy lúc nãy anh nhìn qua anh kia thì con số rất là ghê. Tôi nói wow no. Hay là anh Trần Huy thấy mình cũng có lỗi vì đưa ra cái cục đá khó quá. Hay là anh Huy sửa lại điểm rồi đó. Tôi cho 8 điểm. Điểm trung bình của ba vị giám khảo dành cho hai bạn đó chính là 7,7. Xin chúc mừng. Mời lên cân. Cân nặng cũ của Minh Thảo là 79,6 cân và cân nặng mới đó chính là 78,4 cân, giảm 1,2 cân, tương đương 1,5%. Tổng điểm của Minh Thảo là 9,2 điểm. Ngay sau đây là hình ảnh của Minh Thảo những ngày đầu đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Hiện tại thì body đã thay đổi rất nhiều thưa quý vị, đã nhẹ nhàng hơn, đã thanh thoát hơn và đẹp hơn. Chúc mừng bạn, cảm ơn Minh Thảo. Và số điểm cao nhất hiện tại thuộc về Huyền Thanh. Và số điểm thấp nhất hiện tại thuộc về Minh Thảo. Và ngay sau đây sẽ là thí sinh tiếp theo, đó chính là Ngọc Sơn. Tôi vừa rồi rất bất ngờ điểm ban giám khảo dành cho anh Quang và mình bằng nhau. Hai anh em lúc đó rất là thoải mái, không hề có ý nghĩ là đấu đá với nhau. Hai anh em đã trình diễn, đã cho mọi người thấy được cái niềm khát khao, niềm đam mê được nhảy. Tuần này mình rất là lo, nhưng mà wow, sự rất là bất ngờ. Anh John Huy nói mình là đồ vật của em được treo lơ lửng. Mình đã vừa phải chạy ra ngoài vườn, vừa phải chạy lên lầu 2, lầu 3, rồi tìm quanh khắp phòng, làm mình rất là mệt. Khi mà mình tìm được cái đồ vật đó là một cái kiếm, cái cảm giác rất là hoang mang. Vậy với cái kiếm mình sẽ phải làm gì cho tuần này đây? So với các thí sinh nam, hiện tại mình là người có số cân thấp nhất. Nhưng qua đợt tái khám với bác sĩ thì thấy lượng mỡ của mình còn nhiều, cả ở tay, chân và bụng. Mình nghĩ là tuần này mình sẽ cố gắng giảm được từ 72,5 xuống còn 70 cân, để có thể vừa trình diễn được bài nhảy tốt, vừa có thể cho khán giả thấy được cái sự nỗ lực giảm cân của mình. We will rock, we're gonna rock, we're gonna rock, you baby. We will
anh Đàm Vĩnh Hưng vỗ hai tay rất là cao, chắc chắn là anh có điều gì muốn gửi gắm đến cho hai thí sinh. Vâng, tôi bị phấn khích và tôi muốn được nói liền lập tức. Âm nhạc các bạn lựa chọn quá chuẩn luôn, rất tốt. Và động tác thì cực mạnh ha. Rồi thần thái thì cực tốt, trang phục thì cực đẹp. Có tới ba cái điều đó rồi. Tôi thấy là sự cố gắng của Ngọc Sơn á, nó không phải là lời nói, mà là câu trả lời rất cụ thể cho tuần này. Bạn xứng đáng với sự mà tin tưởng lựa chọn của chúng tôi từ tuần trước. Nói chung là tuyệt vời. Xin mời anh Hoài Linh. Vừa rồi thì anh Đàm Vĩnh Hưng dành rất nhiều cái chữ cực cho các bạn. Và tôi chỉ bổ sung một điều nữa là để có bài nhảy hôm nay, các bạn rất cực khổ. Cực khổ. Đạo cụ là hai chiếc kiếm. Và trang phục, đối với cái trang phục này thì hồi nãy tôi nhìn Sơn diễn bằng cái nét mặt, cái thần thái của em, tôi có cảm giác như tôi đang ngồi ở một cái đấu trường tại La Mã để xem, ở cổ đại, để xem hai đấu sĩ đấu với nhau một trận sinh tử. Phạm Lịch, em đã làm rất là tốt cái công việc của mình về cái bài dựng. Và Ngọc Sơn, em là cái người rất nỗ lực để làm tốt cái bài thi của mình, từ những động tác, biểu cảm và kể cả những cái khó này nha. Cái khó là cái áo choàng của các em, nhưng mà tụi em xử lý rất là đẹp và một cái bài rất là mạnh mẽ, giống như những đấu sĩ. Chúc mừng. Và hy vọng là với cái phần trình diễn này thì cái số điểm của ban giám khảo dành cho em nó cũng phải mạnh mẽ nó mới được chứ ha. Đúng cảm không? Ơn anh Hoài Linh ạ. Chưa gì đã giáo đầu trước rồi. Kể tôi, ô cái chuyện đó chuyện của tôi đoán thôi. Mà tôi đoán ít khi sai lắm. Xin mời anh John Huy ạ. Trước khi bắt đầu, Ngọc Sơn với Phạm Lịch tập một số động tác để khởi động ở phía sau và Lịch rớt xuống cái đầu gối. Và phải nằm mấy phút luôn và ai cũng hơi sợ tại mình không biết cái chân của Lịch là thế nào. Nhưng mà thấy cái sự cố gắng của em muốn giúp Sơn với cái bài này. Em đứng lên và em nhảy như vậy rất là hay, rất là tuyệt vời. Và thấy cái sự trời, sao chê thì mình làm tốt. Nhờ chừng nào mình khen mình thấy khó. Cái caring, cái sự quan tâm đó, xin lỗi. Cái sự quan tâm cho bạn của em. Và Ngọc Sơn, đây thực sự là một cái bài rất là khó về cái phần nhạc và cái động tác và mấy cái bưng bê tất cả mọi thứ. Và cái trang phục nó xếp nhiều cái khó khăn cho em. Nhưng mà với cái gương mặt của em, cái phần em thể hiện cái bài này và cái động tác, đây là một bài thực sự là em đang thi và em đang chiến đấu, rất là hay. Và chinh phục ban giám khảo đúng không ạ? Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho điểm ạ. Không có một cái lỗi nào để trừ cả, 10 điểm. 10 điểm! Cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Anh John Huy. Tại bình thường chừng nào mình thấy một cái bài mình rất 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 thích, mình hay la wow. Hôm nay không wow. Wow. 4 chữ wow rồi đó nha. Đúng rồi, tại lúc wow. Tại chừng nào John Huy wow thì bình thường mình biết cái điểm là thế nào đúng không? Phải không? Vậy có bức wow. Vậy là wow là 10 đó. Cảm ơn anh John Huy Trần và giám khảo Hoài Linh ạ. Về cái phần hóa trang, khi con để cái bộ râu vô, không, nhìn con mất hẳn đi cái nét baby. Và con rất là dũng mãnh, nhìn mắt, thần thái. Chú đoán ngay chốc phải không? Mà khi chú đã đoán rồi thì con biết điểm của chú rồi. À, cũng vậy thôi. Bác có mừng, chúc mừng. Điều đó là chắc chắn thôi. Trời ơi, quan sát một chút xíu kỹ thì ở trong cuộc thi này, anh Hà Linh có hai đứa con ở trong cuộc thi này đó. Bậy đó, đó. Đây là chọc người ta ném đá tôi nè. Ha. Nhưng mà thật sự ra là càng lúc cao con càng giỏi đó. Đang cố gắng đi nha. Và điểm của bạn Ngọc Sơn, 10 điểm. Xin chúc mừng. Và hãy khám phá cân nặng của bạn ở chỉ cần phía trước. Cân nặng cũ 72,5 cân. Cân nặng tuần này
70 cân giảm 2,5 cân, tương đương 3,4%. Và tổng điểm của Ngọc Sơn là 13,4 điểm. Và chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh của Ngọc Sơn những ngày đầu đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là cái gương mặt của Ngọc Sơn hiện tại là nó gọn đi rất là nhiều so với những ngày đầu. Rất gọn. Và số điểm của bạn là số điểm cao nhất tính từ đầu chương trình đến bây giờ, 13,4 điểm. Chúc mừng bạn. Hiện tại điểm cao nhất Ngọc Sơn và thấp nhất là Minh Thảo. Ngay bây giờ sau phần thi của Ngọc Sơn, một không khí vô cùng sôi động, chúng ta không thể nào dừng, không thể nào chậm được nữa. Tiết mục tiếp theo đó chính là cô gái có nụ cười tỏa nắng, Thủy Tiên. Tuần vừa rồi có một cảnh lâm bê mình và xoay 3 vòng. Thật sự là mình rất là vui. Từ bé giờ chưa có ai bế mình mà quay tròn mấy vòng liền. Cho nên là mình cảm thấy rất là vui sướng. Nhưng mà sau đó thì mình rất là lo cho Lâm. Liệu Lâm có bị chấn thương lưng hay là tay chân gì không? Mình đã đặt mục tiêu là mình phải xẻ đôi người. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa. Tăng gấp đôi, gấp 3 lần liền chế độ tập luyện và tập nhảy. Không hiểu sao ăn theo thực đơn của bác sĩ, tập luyện thì cũng nhiều mà từ bụng lên vai vẫn cảm giác to như thế. Người mình thì cứ như hình tam giác ấy. Từ tuần đầu đến bây giờ thì mỗi bài của mình mang một màu sắc khác nhau. Và mình hy vọng là tuần này bài của mình sẽ có một điểm nhấn hay hơn nữa. Mình sẽ giảm được nhiều cân hơn. Mình phải đi tiếp, mình phải chiến đấu tiếp. Các bạn cùng ủng hộ mình nhé. Quá. Chúng ta hãy xem họ sẽ nhận xét như thế nào. Những người đầy quyền lực, xin mời người đầu tiên, xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi không có soi mói nhưng mà tôi thấy mấy cái bài mà dựng cho Sơn Lâm với lại Thủy Tiên toàn là những cái bài mà nó dễ thương, mà tạo điều kiện cho hai bạn ấy gần nhau nhiều quá. Cái bài này thì thực sự ra Trân Hy đưa cái đạo cụ hơi căng. Bài này thì thực sự quả tình là nó căng thật. À, bởi vì để dùng một cái đạo cụ là cái gối, hai cái gối và cái mền đó, tôi không hiểu là các bạn sẽ làm gì. À, nhưng mà các bạn đã xử lý từ cái những cái động tác mà xếp cái mền lại rồi dùng cái gối. À, mà một cái cảnh mà gia đình nó có những cái rất là ngộ nghĩnh và dễ thương. Tôi nghĩ đây là một cặp vợ chồng son. Nhìn cái cặp vợ chồng này thì tôi thấy tại sao ông chồng ông bị lép như vậy rồi.
Chỉ cần cái đùi cô vợ để ngang qua thôi là nó đã... Chúc mừng Sơn Lâm, bởi vì em đã vượt qua được cái thử thách này một cách ngoạn mục với một cái cô vợ hơi nặng ký, và ráng cố gắng giúp cho cô vợ đi tiếp nhé, để nếu mà hết cuộc thi này nhỉnh hơn 1 8 1 10 với em thì tốt nhất. Và chúc mừng bài thi của Thủy Tiên và Sơn Lâm. Và cảm ơn biên đạo Ngọc Tân. Thì thực sự rất là khó, và lúc em đưa ra em cũng tò mò là chuyện gì sẽ xảy ra đó. Và mình rất là hài lòng với cái bài này, vì đúng giống anh Hoài Linh nói là mỗi tuần khác em có một cái tiết mục dễ thương, và nói thêm là sáng tạo và rất là giải trí. Và trong mấy cái động tác sử dụng cái mền và cái gói là mình có cái gì, cái đấu bò nè, siêu nhân nè, múa pháp Ken Ken của ở bên Pháp đó, võ thuật nè, rất là nhiều. Nếu mà đơn giản thì mình chỉ lấy hai cái gói và đánh nhau vậy thôi, nhưng mà cái sự sáng tạo của Ngọc Tân trong cái bài này và biên đạo một cái bài như vậy cho các em làm nó rất là khác. Và một cái nữa, Tiên, mấy tuần trước lúc em mới bắt đầu em không biết nhảy lắm, nhưng mà bây giờ em có cái sự phát triển về nhảy múa. Em sai động tác nhưng mà nhìn anh tiếp theo anh là cái đó rất là hay, cái đó rất là chuyên nghiệp, em đang tiến bộ rất là nhiều. Em hiểu anh đang nói gì không? Cái này là tại vì người ta là biên đạo cho nên là người ta để ý kỹ, chứ thật sự ra lúc đó Tiên mà lớ quớp anh thấy đúng không, đu theo mà lại không đồng nhịp với nhau, nó lại hư cái bài. Đứng vậy luôn, chờ rồi thấy rồi đủ nhịp vô lại. Mà lúc đó cũng diễn luôn là thì như vậy thì một số người sẽ không có thấy cái bài của mình bị vấn đề. Anh đánh giá cao về cái sự đi tiếp theo của em. Tôi lại có một cái nhìn khác một chút xíu về vấn đề cuối cùng của John Huy. Các thí sinh bước tới đây đều có một cái tâm huyết, một cái quyết tâm đều như nhau cả. Ai cũng có quyền sai. Đối với những thí sinh khác, họ sai chút xíu, mình có nhìn nhận như vậy hay không, hay là mình lại phân tích kỹ hơn? Thì tôi đang dò xét lại hết tất cả nguyên chặng đường và các bạn thi để đưa ra cái suy nghĩ của mình. Thủy Tiên, tại vì em là người hoàn toàn chưa bao giờ nhảy, nhưng mà đã như thế này là rất là khá rồi. Nếu đã khá như vậy thì cố gắng thêm nữa để cho người ta không nhìn thấy cái sự bị hụt hẫng của mình, chưa đúng nhịp và nhạc cảm đó. Tại vì mình không được phép sai. Để mình thắng hay mình được có điểm cao, nó hoàn toàn thuyết phục. Các bạn đã có một cái bài thi rất là thông minh, dễ thương. Cái sự dễ thương nó lớn quá, nó che lấp luôn tất cả những cái khiếm khuyết nhỏ nhỏ đó của mình. Nhưng tôi không muốn các bạn sẽ giữ cái dễ thương để mà che lấp khiếm khuyết. Hoàn hảo luôn, dễ thương và tuyệt vời luôn mới thuyết phục được nha. Tôi mong các em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và sau đây là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. 9 điểm. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi cũng đồng ý với Johnny. 9 điểm. Wow. Tôi sẽ chọn số điểm 8 để tặng em. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Thủy Tiên đó chính là 8,7 điểm. Không hề thấp chút nào. Và bây giờ thấp hay không là còn chờ đợi nữa. Bước lên cân nào, Thủy Tiên. Cân nặng cũ của Thủy Tiên là 105,5 cân. Cân nặng mới là 103,9 cân. Bạn giảm được 1,6 cân, tương đương 1,5%. Tổng điểm của Thủy Tiên 10,2 điểm. Chúc mừng bạn. Và cho đến thời điểm này thì Thủy Tiên nhìn đã gọn hơn rất nhiều. Chúng ta hãy xem những ngày đầu khi đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, cô ấy như thế nào. Với những tuần vừa qua, bởi vì bạn đã giảm cân rất là nhiều, cảm ơn bạn rất nhiều Thủy Tiên. Và phải quá. Tốt hơn nữa, ốm hơn nữa, đẹp hơn nữa Thủy Tiên nhé. Cảm ơn bạn. Trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Off, Bước Nhảy Ngàn Cân. Và bây giờ thí sinh còn lại chỉ có hai người mà thôi. Ai sẽ bước ra đây? Và người bước ra đây đó chính là anh Khoa.
mình cảm thấy rất là hoang mang. Vì có một câu chuyện thế này, cái ngày nhận thử thách á thì mình đã ngủ rất là ly bì, mà ngày hôm đó lại là cái ngày mà thầy John cho thử thách. Mình lại không dậy ngay thời điểm quan trọng đó. Mãi tới khi mà mình thức dậy, mình nhìn vào đồng hồ thì mình đã trễ giờ đến phòng tập, thì John đã có những lời trách nhẹ đối với mình. Tại sao lại ngủ nhiều đến như vậy? Mình cảm thấy cũng hơi quê mà cũng có thấy cũng hơi áy náy. Tuần này với chủ đề là Rock and Roll, chị Ốc Thanh Vân đã chọn thể loại là cha và trẻ trai. Thì đây là một bộ môn cực kỳ mới đối với mình. Nó sử dụng lực chân rất nhiều, chân như hai cái lò xo vậy, nên là rất khó khăn cho mình di chuyển. Trong bài này mà còn phải nhảy để đậu cụ, mình rất là hoang mang, mình rất sợ là tuần này mình sẽ không nhớ được bài. Khó khăn lại vậy, nhưng mình cũng có an ủi được vài phần. Bác sĩ dinh dưỡng đã nói là mình từ bé phì loại 2 đã giảm xuống còn bé phì loại 1. Ba ơi, con đã giảm được rất là nhiều ký, con chỉ cần tập luyện, cố gắng hơn. Đây cũng là một tin mừng mà con muốn gửi đến cho cha. Cha hãy theo dõi con thường xuyên và để cho coi con cha thay đổi như thế nào nhé. I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He sings to the blues, but he has a lot of fun, oh baby. She's a lion child, oh baby. Yeah, baby. Ooh, oh baby. Having myself a night. Yeah. Well, lion child Sally, she's little fish she got. Everything that I could show me, oh baby. Gặp dịp thấy là phong độ của anh Khoa rất là ổn định, bài nhảy nào cũng có một màu sắc riêng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo. Cái khách sử dụng cái đầu cũ và cái bất ngờ với cái đèn đó, nó rất là giải trí và nó giúp cái bài của mình thú vị hơn. Đối với anh, cái bài này nó có gì? Wow không? Nó chưa là cái wow à. Nhưng tại cái động tác này, cái động tác của hai bạn nó nhanh, nhưng tại có thể cái trình độ của cái động tác của mình ở đây cao lắm, nhưng mà cái nhạc nó ở đây thì lúc đó mình cần cái động tác nhanh hơn nhiều. Mà nếu mà làm như vậy thì nó rất là khó. Thì cái sự thông minh của Huỳnh Mến lúc biên đạo cái bài này thì nó cũng có cái cảm giác nhanh, nhưng mà đối với mình thì mình chỉ cần nó nhanh hơn. Mà hỏi như vậy thì đang hỏi một cái mong muốn rất là cao. Vâng, một bài thi rất là màu sắc. Tôi thấy anh Khoa, em gần như là không còn một cái người nam béo phì nữa. Theo anh là không phải như vậy. Chiều cao em có, rồi xuống cân em cũng có. Mọi thứ đang rất là ổn và rất chuẩn. Cái cách nhảy xuất tê rất là khó. Tôi đi học khiêu vũ, trong cái cách này là cách nhảy khó nhất. Khi mà nhịp nó gấp đôi tất cả mọi thứ hết, chứ không phải là đơn giản là bước tới 1, 2, 3, 4 là xoay. No, nó phải gấp đôi hết. Ốc Thanh Vân, dù là đúng đâu, ốc bị sai một chút. Sau đó thì các bạn làm rất là tốt luôn. Và nó đẩy người ta đi theo cao trào. Dĩ nhiên là vào phút này là các bạn đang ở trong cái tình trạng nguy hiểm nhất. Yeah. Nhưng mọi thứ đều không có vấn đề gì hết. Thì các bạn đã diễn cảm hết mình vào thi một bài thi rất là tốt như vậy. Chúc mừng hai bạn nha. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái điều tôi muốn nhận xét ở đây là về cái vấn đề kịch một chút ở trong cái bài dựng này. Trước mắt tôi là một anh thợ điện và Vân là một cô chủ nhà. Huỳnh Mến đã dựng một cái bài dựng
rất là dễ thương và duyên dáng. Chỉ có một cái đoạn ở chỗ kia là hai bạn hơi chệch nhịp nhau một chút, chỉ có một chút đó thôi, và các bạn làm rất đẹp những cái đoạn sau này. À, kể cả bưng bê dùng cái đạo cụ, tôi rất cảm thấy rất là hay. Và khi mà cái đèn bật lên á, thấy hai người rạng rỡ vui vẻ, tôi thấy thích. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Đối với vòng nguy hiểm thì các bạn sẽ không được nhận ngay số điểm của mình từ ban giám khảo. Cho nên bây giờ hãy khám phá một nửa số điểm của bạn ở chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 92 cân. Cân nặng tuần này 90,7 cân, giảm 1,3 cân, tương đương 1,4%. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ngày đầu Khoa đã đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Một sự khác biệt hoàn toàn chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là hiện tại là đẹp trai hơn hẳn và gọn gàng hơn hẳn. Có thể là xong chương trình này Khoa sẽ thành một hot boy. Và chỉ còn lại một thí sinh kế tiếp, Ánh Nguyệt, hiện tại đang rất lo lắng vì cô ấy là người cuối cùng. Nhưng mà Trường Giang xin nhắc cho Ánh Nguyệt, yên tâm đi, đừng lo, đã có anh Đàm Vinh Hưng ở đây rồi. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho Ánh Nguyệt. Tuần trước thì mình đã nhận được 3 câu 10 từ ban giám khảo. Đó là động lực và gây cho mình thật sự là rất là bất ngờ. Nhưng mà nó cũng là một áp lực trong bài nhảy tuần này của mình. Bởi vì mình biết bản thân mình phải sẽ cố gắng nhiều hơn. Mình thật sự là mình rất muốn ở trong chương trình này càng lâu càng tốt. Bởi vì niềm khao khát của mình giảm tới 30 cân lận. Và bác sĩ dinh dưỡng nói rằng là mình còn bị rối loạn về hấp thu. Mình ăn ít nhưng mà cơ thể mình hấp thu luôn rất là tốt. Nên tuần vừa rồi mình đã cố gắng mình tập luyện hơn rất là nhiều. Chủ đề đưa ra là nhảy rock and roll. Thì mình cảm thấy là một cái thể loại nhạc rất là nổi loạn, máu lửa và cuồng nhiệt. Cái đạo cụ anh Sean đưa ra lại là một cây dù. Mình đang cố gắng làm sao mà bài nhảy vẫn là thể hiện những điều vừa nữ tính nhưng vẫn là vẫn máu lửa ở trong cái bài nhảy này. Người bình thường nhảy thì đã khó, một người mà quá cân nhảy còn khó, một người nhiều cân mà còn bệnh trong người thì càng khó hơn. Anh Sean Huy Trần. Trước mình muốn nói về cái thể loại rock and roll này là năm 80 và nó rất là nổi loạn, và cái nhân vật trong cái bài này mạnh. Thì John Huy rất thích cái phong cách này, nhưng cho nó hay hơn mình phải thể hiện tốt hơn. Rất là lo lắng lúc Ánh Nguyệt đứng trên cái ghế và trượt
trượt xuống. Không biết đó là vì động tác hay vì sức khỏe. Xong tiếp theo cái bài thấy em đang cố gắng và đang tập trung nhiều. Không biết em bị tâm lý gì đó trong cái bài này hay em bị mệt hay em... Có một số lần là thực sự anh tưởng em đang chóng mặt trong cái bài này. Dạ thưa, thật sự là một tuần nay là thật sự là em bị cảm. Nên gần như là em không có tập bài hay là gì cả. Và cái bài này em tập mới dứt điểm xong vào ngày hôm qua. Wow. Cái chân em có bị đau không? Dạ đúng rồi, có hơi bị đau chân à. Dạ. Dạ. Về lại cái bài đó thì Lộc em biên đạo một cái bài nó cũng có nhiều cái động tác thông minh, giải trí và rất là hay. Ví dụ là hát cái micro và mấy cái này rất là rock and roll đó. Đây là cái bài đầu tiên trong hôm nay sử dụng một cái cảm giác quậy, anh rất thích. Nhưng nó có một số phần nó hơi bị đứt, đúng không? Mình nói bị đứt, nó không có chắc chắn lắm. Nó liền mạch. Dạ. Và anh Khoa với Ánh Nguyệt là hôm nay là sức khỏe không có tốt. Cái kết quả thì mình sẽ chờ đợi. Sau khi nghe em nói là em mới tập dứt điểm cái bài này ngày hôm qua thì thực sự ra anh nể em nhiều hơn. Đối với anh để tập một cái bài này không phải là một ngày một bữa được. Và tuần này nó khó hơn cho các em đó là cái sử dụng cái đạo cụ. Đinh Lộc thì diễn cái bài này anh thấy là nó có cái máu lửa. Nhưng về cái phần sử dụng đạo cụ, cái này không biết là hên hay xui. Nếu lúc đầu tiên tụi em đừng bung cây dù luôn hẳn, tụi em sử dụng cho tới phần cuối cùng, tụi em bung cây dù ra, không ai bắt bẻ tụi em cả. Và nó dễ sử dụng cho những cái động tác của các em hơn. Bởi vì khi mình bung dù ra, mình gấp dù lại, nó lại mất cái mạch của cái bài. Cho nên là tôi thì tôi hơi tiếc cho Nguyệt là nếu em không bị bệnh trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì anh nghĩ cái bài này em sẽ làm rất là tốt. Bởi vì khi lúc mà em sử dụng những cái động tác xoay đánh chân ở dưới sàn này, anh cảm thấy là... Nó giống như hát bội đúng không anh? Đó, nó giống hồ quảng, hát bội. Nhưng mà cái đó là cái nghề võ của em cũng có những cái xoay như thế. Và em cũng biết sử dụng cái lợi thế của mình. Và cái động tác đó cũng là cái động tác đẹp. Thế còn về cái máu lửa thì các em vẫn giữ cái máu lửa. Thì chỉ có cái sự hoang mang trong em. Mình đang bệnh mệt muốn chết mà tập qua 2 ngày trời mà không lo sao được. Thôi kệ nó đi. Cứ vui là chính, thấy không? Rồi. Tôi chưa biết được trước đó là em đang bệnh hay là em tập bài trong vòng có 2 ngày. Mà tôi nhìn thấy được cái sự cố gắng rất là lớn. Từ khi những cái trượt chân đó, rồi em có một chút xíu lúng túng, nhưng em cũng lấy lại phong độ rất là nhanh để hòa cùng với bạn diễn của mình, để hoàn tất cái phần biểu diễn của mình. Tôi nghĩ nó sẽ rất, trong đây em lúc đó đang là dài lắm đó. Cái bài thi này sao nó dài dữ vậy, nó kết thúc nhanh dùm cái đi. Tôi đang có cảm giác như vậy đó. Và tôi hiểu được tâm trạng đó. Cái sự tập trung cao độ của em, nhất là cái phần mà bê bưng rồi soạt chân đó, nó làm gần như là một thứ là nó che được hết tất cả những cái điều trước đó mà mình đang bị lúng túng và hoang mang. Như là Linh nói đúng, ở bất kỳ cuộc thi nào vậy, mình không có được quyền hay được phép đổ lỗi cho vì là cái này hay cái kia, đúng không em? Đó là mình là dân võ sĩ đạo là mình biết rồi đó. Tuy nhiên về cái sự nhìn nhận và đánh giá theo từng tiết mục, chúng tôi sẽ có cái con số rất là công tâm và công bằng. Bây giờ mời Nguyệt lên cân. Số cân cũ của Ánh Nguyệt là 85,2 cân và số cân mới là 84,3 cân. Bạn giảm được 0,9 cân, tương đương với 1,1%. Chúng ta hãy nhìn lại chặng đường giảm cân của Ánh Nguyệt. Sự khó khăn đã xuất hiện dành cho ban giám khảo. Chúng ta cùng mời Ánh Nguyệt, Anh Khoa và Minh Thảo. Hiện tại thí sinh có số điểm thấp nhất là Minh Thảo với số điểm là 9,2 điểm. Ánh Nguyệt, phần trăm cân nặng giảm cân của bạn là 1,1% và Anh Khoa 1,4% cân nặng giảm. Và số điểm sẽ dành cho Anh Khoa. Xin mời vị giám khảo đầu tiên, đó là biên đạo múa John Huy Trần. Trước khi mình đưa điểm cho anh Khoa, John Huy muốn hỏi ba bạn nha. Tại John Huy thấy một cái vấn đề, ba bạn nhìn rất là mệt và yếu.
Đây là tuần 6 nè. Và chừng nào mình đi xa hơn, chừng nào mình ăn đàng hoàng, tập gym, chắc chắn mình sẽ mạnh hơn và khỏe hơn. Tôi không hiểu tại sao ba bạn nhìn rất là mệt. Anh muốn hỏi, trong cái tuần vừa rồi, ai tập gym? Và trả lời rất là kỹ. Tuần vừa rồi thì em có bị bệnh Apidan. Nhưng mà em rất là hay... Sốt. Dạ đúng rồi, sốt. Với lại em hay có một cái tật xấu đó là em rất thích uống nước lạnh. Em tập gym thì thay vì những ngày thường em tập rất là nhiều, từ 1 tiếng đến 2 tiếng. Nhưng mà khi mà bệnh vào thì em leo lên máy tập thì chỉ khoảng 15 phút là bắt đầu cơ thể em bắt đầu nó xuống sức rất là nhiều. Cái tuần này cái bài nhảy của em đối với em rất là khó. Em phải chọn một trong hai, đó là một là phải xuống ký, hai là em phải cố gắng tập nhảy nó hoàn thiện tốt để được điểm. Chị Ốc thực sự rất là thương em. Có nhiều khi tập rất là lơ là. Như chị Ốc nói đó là em bị sốt về tâm lý, tập không có chú ý. Chị Ốc nhiều lúc cũng rất là buồn em. Thì thật sự em cũng thấy áy náy trong lòng lắm. Em cảm ơn chị Ốc rất là nhiều vì đã rất là thương em và rất là chịu nhẫn nại với một con người rất chậm chạp và có nhiều cái tính nhưng mấy bạn nói là ở ngoài hành tinh khác. Rồi, ok, cảm ơn em. Cảm ơn anh Khoa. Minh Thảo, trong tuần vừa rồi em tập gym mấy lần? Thì ngày nào em cũng tập từ 1.5 tiếng đến 2 tiếng mỗi ngày. Em chắc chắn về cái câu trả lời của em không? Tại em cũng biết là anh là một người theo thí sinh. Dạ. Và biết cái thời gian của thí sinh. Cái đó là em chắc chắn. Thì chị muốn nhắc với các thí sinh trong cái chương trình này, không phải chỉ là với ba bạn trong vòng nguy hiểm, nhưng mà với tất cả mọi người, là hãy nghe bác sĩ, huấn luyện viên thể dục, tất cả mọi người chuyên nghiệp trong cái chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Vì mỗi người muốn cái tốt nhất cho các bạn, thì nếu mà ai nói là bạn phải làm cái này, bạn phải làm cái này và bạn phải làm cái này để cho có một cái kết quả tốt nhất, và lúc bạn không nghe lời và làm ngược lại hay nghĩ mình có một cái ý kiến khác, mình sẽ làm cái khách của mình không đúng, không tốt. Và nếu mà làm như vậy chắc chắn mình sẽ gặp ở đây. Tôi cũng nghĩ là chắc bạn là có thể là đang ấm ức lắm. Tại sao như vậy, tại sao như vậy? Nhưng mà có thể là ngày mai, ngày mốt, tuần sau khi mình trở về với gia đình rồi, mọi người khen mình đẹp quá, giảm cân hay quá, thì lúc đó cái sự cảm ơn đó mình muốn dành lại cho ban tổ chức hoặc là những người đã từng thúc ép mình tập tành á, mình muốn cảm ơn. Nhiều khi người ta cũng không muốn nhận nữa luôn. Cái quan trọng nhất Hưng nghĩ rằng là mình tìm ra được cái chìa khóa mà mình sẽ mở tiếp những cánh cửa khác cho cái vấn đề giảm cân, sức khỏe của mình đó. Cho nên là nếu có một cái sự chẳng may nào xảy ra ở đây thì tôi mong các bạn là sẽ bình tĩnh và đủ sức mạnh mẽ để bước qua nó nha. Và quay lại cái điểm của anh Khoa, một cái bài cực kỳ khó, em làm tốt, anh chấm em 8 điểm. Xin cảm ơn. Bây giờ trước khi tôi cho điểm, cho tôi nói một vài lời. Thật sự ra thì về cái phần bệnh hoạn của mình thì không ai muốn cả. Trong cuộc thi và kể cả trong cuộc đời của mình, có những lúc cái sự xui rủi nó tới với mình trong một cái thời điểm nào đó, các bạn mới bệnh, các bạn mới chấn thương, các bạn mới không có thời gian tập trung hết vào cái bài tập của mình được. Chúng tôi thật sự rất là muốn giữ tất cả các bạn ở lại, nhưng mà cái luật chơi nó lại là hơi khắc nghiệt. Cái số điểm thì cũng đã có rồi, và số điểm cho dành cho anh Khoa là 8 điểm. Xin cảm ơn anh Hà Linh. Vâng, tôi cũng nhanh thôi. Điểm của anh Khoa và Ốc là 8 điểm. Và như vậy điểm trung bình của ban giám khảo dành cho anh Khoa là 8 điểm. Và tổng điểm của anh Khoa là 9,4 điểm. Xin chúc mừng anh Khoa, bạn đã an toàn. Chúng tôi xin nhắc lại là hiện tại tổng điểm của Minh Thảo là 9,2 điểm. Và phần trăm giảm cân tuần vừa qua của Ánh Nguyệt là 1,1%. Xin mời Trở Huy Trần. Nếu mà cái sức khỏe của Nguyệt tốt hơn thì có thể cái điểm sẽ cao hơn. John Huy chấm bài của Nguyệt 7 điểm. Xin cảm ơn anh.
Tại vì tôi từng đón nhận những sự bất công rồi, cho nên là tôi rất ghét cái sự bất công đó. Ngay cả khi người nhà tôi mà có sai phạm, tôi cũng đưa ra ánh sáng y như người bình thường khác. Đó là nguyên tắc của cuộc sống của tôi. Tình cảm tôi có dành cho Nguyệt như thế nào, nó sẽ là mãi mãi ở đó, không bao giờ thay đổi. Như một người em gái, vì cô mang một cái nét, một cái khuôn mặt rất hiền lành, và những cái nét của một thần tượng lớn trong đời tôi là cô Kim Cương. Tôi có cảm tình ngay từ ngày đầu tiên khi bước em bước ra, em chào mọi người, là tôi đã có tình cảm với em liền. Tại sao nó không phải là người này hay là người kia? Tức là cái duyên và cái tình cảm đó, nó đặc biệt, nó không giải thích được. Đó. Nhưng tôi không vì thế mà có thể bịt mắt được khán giả, hoặc là làm sai đi những cái vị trí và trọng trách mà mọi người đang giao cho mình. Bài thi của em tôi chấm 8 điểm. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và trước khi số điểm của nghệ sĩ Hoài Linh được công bố, chúng ta cùng gặp gỡ lại tất cả các thí sinh trong đêm hôm nay. Tôi rất là cảm phục sự chịu khó, không đầu hàng của Nguyệt. Đúng là tinh thần của một võ sĩ đạo. Dù cộng tổng điểm lại, em có ở lại hay ra về, thì em vẫn để lại trong lòng mọi người một cái gì đó rất là đẹp. Và cái số điểm anh cũng đã ghi rồi. Tôi ghi trước khi mọi người công bố số giảm cân của em cơ. Và số điểm mà tôi dành cho Nguyệt là 8 điểm. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Và số điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Ánh Nguyệt là 7,7 điểm. Và tổng điểm của Ánh Nguyệt là 8,8 điểm. Thấp hơn của Minh Thảo là 9,2 điểm. Người ra về là Ánh Nguyệt. Thật là tiếc vì một thí sinh nỗ lực hơn 100% sức khỏe của mình để thi đấu, nhưng bây giờ phải ra về. Chúng ta hãy cùng nghe vài lời chia sẻ từ Ánh Nguyệt. Mình rất cảm ơn chương trình đã giúp cho mình có một ý chí rất là mạnh mẽ đó trong việc giảm cân, mà việc mà 5 năm nay thật sự là mình chưa làm được với một thành tích như vậy. Và khi chị ra đi, chị nhắn nhủ với các em, không có chị tụi em nhớ ráng lo lắng giữ gìn sức khỏe. Các em phải biết giữ gìn sức khỏe nghe không? Rồi phải biết tự lo cho bản thân mình. Chị không ở bên cạnh tụi em được, nhưng mà chị sẽ nhớ các em rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại chặng đường hành trình của Ánh Nguyệt đã đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân được phát sóng vào lúc 21:15 tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.